cũng liều đi ban đêm mà đi vào cái nhà phía trong này nè quý vị. Quý vị coi clip gì mình có thấy là mình đi vào ban đêm á, lúc có cái ngôi nhà này nè, có đi vào đây cái gì cả. Bây giờ mình sẽ đi qua bên này, qua bên này nha cô chú anh chị mình. Là mất hồn. Thì quý vị, hôm trước á, mình có vào đây để quay lại khúc mà căn nhà này nè quý vị, là ban đêm. Nhưng mà nghe những cái lời đồn thổi của những người mà ở ngoài xung quanh đây quý vị, mà lúc mà mình đang ngồi uống cà phê ở ngoài quán đó, thì nghe những lời đồn thổi á, thì rất là ghê rợn và mỹ. Thì tối hôm đó mình tò mò cũng đã đi vào đây một lần rồi. Thì đó quý vị, ở cái mà lúc mà mình mới nghe đó, thì mình không có dám đi vào trong cái khu xưởng này nhiều. Tại khu xưởng này nó rất là rộng. Ở trong cái khu xưởng này á, là có một câu chuyện là ba người mất. Là có một lần á, là xảy ra câu chuyện á. Thì quý vị mình biết rồi, ở trong cái khu xưởng hàng xóm ở xung quanh này đồn thổi không nha quý vị. Ui, làm hết cơ hồn. Quý vị mình thấy xung quanh những ngôi xưởng mà những căn phòng này nè quý vị, những căn phòng là nét đồ đạc còn ở đây rất là nhiều luôn quý vị, cửa nẻo ghế. Thì ở đây sát mặt đường nè quý vị, nhìn ra ngoài là thấy mặt đường ở ngoài á, nhà người ta đang ở ngoài đó. Ta nói là nhà ở phía ngoài đó là nửa đêm nửa hôm á, người ta thấy những cái bóng mà trắng á, là lướt qua lướt lại ở phía trên nóc nhà, là cái nóc nhà này nè quý vị, đó. Lướt qua lướt lại ở phía trên nóc nhà. Nhưng mà cái chỗ mà ba người đó mất á, là nằm ở phía khu, ở phía sau trong kia quý vị. Thì bây giờ mình sẽ coi xung quanh ở đây coi như thế nào đã, rồi mình sẽ dẫn quý vị mình đi một vòng để khám phá nha quý vị. Ở phía trong này là bên đây là nguyên một bộ bàn ghế đúng quý vị. Bộ bàn ghế, đồ đạc đồ còn ở đây rất là nhiều đúng quý vị, đầy đủ hết trơn luôn. Quý vị mình cùng mình đi xuống ở phía dưới, ở đằng sau mà cái chỗ đây con, cái chỗ mà ba người phụ nữ đó mất nha quý vị nha. Thì người ta nói là ở phía dưới một cái chỗ đó là cái khu máy móc và cái xưởng nằm ở phía dưới cùng ở của cái ngôi xưởng này quý vị. Tại vì cái chỗ này đi đường tắt, phía dưới kia thì mới vào được. Ở đây còn một cái căn nhà nhỏ, tại nó gần đường núi quý vị, nên nó hơi ồn. Căn nhà nhỏ. Đồ đạc. Nhà này, khu này là bỏ hoang lâu lắm rồi quý vị mà. Rất là lâu rồi. Đây nó có cái đường nhỏ đây nè, đi vào trong. Cái tôi tưởng đâu ông bà hai nếu gì đó. Nhà người ta ở là xung quanh đây nè. Rất là nhiều. Tại vì
người ta biết được cái câu chuyện á, ở trong cái ngôi xưởng này nè quý vị, nên người ta chỉ dám là tâm sự cho mình biết thôi, chứ người ta không dám lên hình đó. Nên giờ mình phải đi tự đi tìm hiểu quý vị nè. Đây rồi quý vị, cái chỗ này là lúc ban đêm mình vào phía trong này, mình quay lại cho quý vị mình lúc ban đêm, khám phá lúc ban đêm quý vị. Thì bây giờ mình sẽ đi ban ngày và sẽ khám phá hết cái khu này cho quý vị mình, và mình sẽ biết thêm về cái khu này nó như thế nào quý vị. Quý vị thấy là rất là rộng luôn quý vị, rộng thênh thang. Thì đêm hôm đó mình có quay lại là cái chỗ mà người ta tới người ta đốt nhang này quý vị nè. Cái đốt nhang này quý vị đó. Bây giờ sẽ đi vào khu nhà dưới kia quý vị. Đây khu xưởng. Thì đi đêm, ban đêm á, ở phía bữa hổm á, ở bên phía bên này nè, bên này nè, mình chưa có khám phá hết, nên hôm nay á, quyết định đi vào đây thôi sao. Thì đi ban ngày nó đỡ phải là sợ hơn là đi ban đêm quý vị. Phía cái chỗ này nè, có người ra vô rất là nhiều, vì có cái đường đi theo kiểu đi đường mòn luôn. Ở phía sau này á, nghe nói là cái xưởng mà ba người phụ nữ đó là ở tuốt phía sau kia kìa. Đó, phía sau đó còn một cái xưởng nữa quý vị. Bây giờ mình sẽ đi vào cái xưởng đó luôn nha quý vị nha. Ôi, từ từ để lấy bình tĩnh xíu quý vị. Sau này còn một cái gì mà nó bị sập rồi. Thưa quý vị, mình đi vào cái ngôi xưởng mà ba người phụ nữ đó mất nha quý vị. Thì hồi nãy ngồi uống cà phê ngoài đó mình biết được á, là ba người phụ nữ đó mất ở phía sau ngôi xưởng này. Tại tối hôm đó mình cũng liều đi ban đêm mà đi vào cái nhà phía trong này nè quý vị. Quý vị coi clip thì mình có thấy là mình đi vào ban đêm á, lúc có cái ngôi nhà này nè, có đi vào đây cái gì đó. Bây giờ mình sẽ đi qua bên này, nha cô chú anh chị mình. Là mất hồn. Cái khu bên này là cái khu xưởng này, là khu xưởng mà ba người phụ nữ mất nè quý vị. Ba người phụ nữ mất trong ngôi xưởng này đây. Tôi nói ở phía trong này là tâm linh dữ lắm, mà không biết sao để cùng đi vào trong thôi nha quý vị nha. Xưởng rất là rộng luôn này. Cái khu này chắc khu máy móc nè, chắc ở đây rồi. Cái này ban ngày mà hiện ra một cái mà cũng chắc không biết sao luôn ta.
Hồi nãy mình có nghe là ngồi mà tám ngoài phía ngoài quán cà phê đó quý vị. Người ta cũng có nói là ban đêm, nửa đêm nửa hôm á, cái những cái khu mà nhà này á, những hàng xóm kế bên mà cái khu xưởng này nè quý vị, người ta tầm tầm 7-8 giờ tối á là người ta đóng cửa hết rồi đó. Kêu mà theo cái kiểu sống, theo kiểu mà đèn nhà ai nó sáng đó quý vị đó. Người ta nói á, là ban đêm nghe những cái tiếng mà phụ nữ rên hoặc khóc, không biết người ta nghe không rõ, nhưng mà người ta không biết rên hay khóc ở phía trong cái những cái ngôi xưởng này. Và cái đầu đường ở phía trước á, là nó có quán cà phê ngày xưa á. Cái ngôi xưởng này bỏ chắc tầm cũng 7-8 năm nay rồi quý vị, bị bỏ 7-8 năm nay rồi đó. Thì cái bà chủ quán á, có kể lại đó. Ngồi ở phía trên, bà ngồi mà chồng của bà đó ngồi phía trên sân thượng á, mà lúc đêm á đang ngồi để uống cà phê, phía trên thân thượng có cái chỗ mà để uống cà phê uống trà đó quý vị, người ta thấy là những cái bóng trắng nó cứ bay phớt qua phớt lại phía trong cái ngôi xưởng này nè quý vị. Ui, nghe tới đây là nổi hết chân da gà luôn quý vị mà. Bay phớt qua phớt lại, nó nói ngày xưa đó là do một cái điểm gì đó đã xảy ra một cái vụ mà việc nó đau lòng ở phía trong cái ngôi xưởng này. Thì xong lúc đó vẫn đưa những ba cô gái đó đi, ba người phụ nữ đó đi để mà xưởng còn làm ăn được đó quý vị. Thì không, tại sao mà ba người phụ nữ đó không chịu đi đó, cứ bay phất phưởng phía trong này. Thì những mà công nhân làm ở cho ngôi xưởng này nè quý vị, người ta sợ, người ta không dám ở và cũng không dám ở lại để làm nữa. Rồi rốt cuộc á, là không còn ai dám ở nữa, luôn cả dân nhân viên văn phòng mà làm để ở lại đó quý vị, thì cũng bị nhát rồi bỏ đi đó. Ba cô gái đó nhát quý vị. Nên giờ cái khu xưởng này là bị bỏ hoang như vậy nè. Đó thì theo những người mà người ta biết rành về cái câu chuyện này nè quý vị mình đó. Người ta kể lại thì mình sẽ kể lại cho quý cô chú anh chị mình nghe như vậy. Thì ban đêm á, mình không có dám đi nhiều. Quý vị mình cùng đồng hành với mình ở phía trong cái video này quý vị. Có cái gì á, mình mắt thường mình quay mình không có để ý tới, thì quý vị ở trong video quý vị mình có thấy á, thì quý vị hãy cho mình biết cái sự bình luận ở phía dưới cho quý vị mình nha. Thì mình để coi sự thật thử coi là có thật sự có hay không quý vị. Chỗ cái cửa sổ này đấy quý vị, thì bây giờ mình không biết là nó có hay không, mà nhìn giống cái hiện tượng thật nó, quý vị thấy không nè, mình xoay camera là thấy rõ luôn đó quý vị nha, đúng là cái hiện tượng thật chứ không phải là
bóng trắng như là mọi người đã từng nói. Căn ở phía sau này, căn nhà này nữa vậy đó. Thì có cái gì á, quý vị mình có thấy á, thì quý vị mình cứ bình luận ở phía dưới ở cái đoạn video cho mình biết là có nha quý vị nhé. Thì bây giờ mình tiến sâu vào trong thử coi là ở phía trong này á, đây quý vị, cái căn phòng mà bữa hổm á, là mọi người á, đều thấy một cái bóng trắng đó, bóng trắng nha quý vị nha, đứng từ cái cửa sổ này nhìn ra nè, đó, cửa sổ này nhìn ra nè. Thì bây giờ mình đi vào ở trong này, thì giờ này cũng tối tầm 10 giờ rồi quý vị, 10 giờ mấy rồi. Thì mình muốn là biết thêm cái sự thật là nó có hay không, để biết, để đưa tới cho cô chú anh chị mình biết thêm là cái đó là những cái hiện tượng, hiện tượng thôi, hay là có đúng sự thật như vậy. Thì bây giờ cô chú anh chị mình cũng đã thấy rõ, thì mình cũng đi vào tới nơi nữa quý vị, tới nơi luôn, chứ không phải là còn đứng ở phía ngoài quay. Tại bữa hổm á, là mình chỉ quay phớt qua thôi, chứ không phải là mình chú tâm vào chỗ này để cho mà cô chú anh chị biết đó nha quý vị. Thì bây giờ mình sẽ chú tâm vào đây thử coi là nhìn nó như thế nào. Thì quý vị xem á, mình có thấy được cái, tại những anh em mà đi quay như vậy nè quý vị, thì cái mắt thường của mình á, thì ít khi nào mà chú tâm tới camera, thì mình chỉ nhìn ở xung quanh đó, nên á, là sẽ không chú tâm tới camera, nên không có thấy được ở trong camera là nó như thế nào quý vị. Thì cũng nhờ có những cô chú anh chị coi, họ chú tâm vào, họ xem để họ biết được là để ý, họ mới thấy được những cái gì, hiện tượng gì.